Cảnh báo, biến thịt lợn thành thuốc độc khi kết hợp với những thứ này mà các mẹ không hề hay biết. Lương y đa khoa Bùi Hồng Minh chỉ ra những thực phẩm cần kiêng kỵ khi ăn với thịt lợn để tránh tổn hao khí huyết, nguy hại sức khỏe. Những lợi ích sức khỏe tuyệt vời mà thịt lợn mang lại. Thịt lợn là một loại thực phẩm quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của mỗi gia đình. Theo đông y, thịt lợn bổ hư, bổ gan huyết, tăng cường khí lực, làm mềm mượt da, là một nguồn chất đạm, sắt, kali dồi dào cùng nhiều loại axit amin rất cần thiết cho cơ thể. Theo Hội Tim Mạch, Phổi, Máu, Hoa Kỳ, 80g thịt lợn, kích thước tương đương với một bộ bài là đủ cho một người lớn ăn mỗi bữa, đảm bảo đủ dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể. 80g thịt lợn cung cấp cho bạn 137 calo và 4g chất béo. Tương tự với thịt lợn, một chiếc ức gà 3 lạng sẽ cung cấp cho cơ thể 140 calo và 4g chất béo. Với 80g thịt lợn, nam giới đã được cung cấp 43%, phụ nữ là 52% lượng protein được khuyến cáo mỗi ngày. Chúng ta đều biết protein được tìm thấy trong mọi tế bào của cơ thể, góp phần xây dựng cấu trúc và bảo trì các mô. Chúng cung cấp thông điệp giữa các tế bào, tạo nên sự liên kết, giúp co cơ và đóng góp vào quá trình trao đổi chất. Ví dụ như giúp các hemoglobin vận chuyển oxy, chất quan trọng được hình thành từ protein, bao gồm các kháng thể, enzyme và một số hormone. Thịt lợn cũng rất giàu vitamin B, đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, tạo ra các tế bào máu đỏ bình thường và sản xuất dẫn truyền thần kinh. Vitamin B6 và vitamin B12 trong thịt lợn loại bỏ hormone stin bằng cách chuyển đổi nó thành các chất có lợi. 80g thịt heo cung cấp 25% lượng vitamin B12, 47% lysine được khuyến cáo mỗi ngày. Không chỉ có vậy, thịt lợn cũng rất giàu kẽm. Kẽm rất cần thiết cho việc tạo ra các tế bào mới. Ai cũng cần kẽm để cơ thể hoạt động bình thường. Nhưng loại chất này đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ mang thai. Kẽm giúp hình thành cấu trúc của protein và hỗ trợ tiêu hóa miễn dịch. Sự thiếu hụt kẽm sẽ làm suy yếu khả năng tiêu diệt mầm bệnh của các tế bào máu trắng. Nghiên cứu trực tuyến vào tháng 2 năm 2011 của hệ thống cơ sở dữ liệu Mỹ cho thấy, suy giảm kẽm sau 24 giờ bị cảm lạnh sẽ khiến bệnh cảm lạnh thêm trầm trọng. Do đó, chúng ta cần cung cấp đủ kẽm cho cơ thể bằng cách ăn thịt lợn mỗi ngày. Với 80g thịt lợn, nam giới sẽ được cung cấp 17%, nữ giới là 23% lượng kẽm được khuyến cáo mỗi ngày. Thịt lợn dù ngon và có rất nhiều giá trị dinh dưỡng, nhưng nhiều mẹ nội trợ vẫn không quan tâm lắm đến cách kết hợp nấu các loại thực phẩm khác cùng thịt lợn. Đôi khi chúng ta chỉ vì ăn thấy ngon, kết hợp thực phẩm thấy thú vị là làm. Nhưng bạn có biết thói quen giúp món ăn ngon miệng lúc ấy có thể gây ra những ảnh hưởng không mong muốn cho sức khỏe? Lương y đa khoa Bùi Hồng Minh, Phó Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình Hà Nội sẽ chỉ ra cụ thể các kết hợp thực phẩm với thịt lợn để phòng tránh những bệnh đáng tiếc có thể xảy ra ngay dưới đây. Những thực phẩm không nên ăn kèm thịt lợn. Gừng sống. Theo lương y Bùi Hồng Minh, thịt lợn có tính thủy, gừng sống có tính hỏa. Khi ăn vào sẽ xảy ra hiện tượng thị hỏa tương khắc. Sinh chứng phòng thấp, có thể xảy ra hiện tượng nổi các nốt đen ở mặt. Cách chữa, lấy một nắm lá dâu non, luộc lấy nước uống sẽ khỏi. Thịt trâu. Thịt trâu có tính hàn, khi ăn cùng thịt lợn sẽ sinh tính ngưng trệ, sinh chứng bạch thoáng trùng, sáng sơ mít. Cách chữa, lấy lá dâu đun nước uống sẽ khỏi. Thịt dê. Thịt dê có tính hàn, khi kết hợp với thịt lợn sẽ sinh khí trệ sinh đờm. Cách chữa, lấy lá dâu đun nước uống sẽ khỏi. Quả mơ. Thịt lợn và mỡ lợn rất kỵ khi ăn cùng quả mơ. Quả mơ tính chua, tiễm. Thịt mỡ lợn tính ngọt lành. Nếu chẳng may ăn phải sẽ sinh ra tả lì. Cách chữa, lấy quả mơ đất cháy hòa với nước nóng uống sẽ khỏi bệnh. Rau mùi. Trong đông y, rau mùi có tính tăng tán, thịt lợn có tính ngừng trệ. Hai thứ xung khắc nhau, khi kết hợp ăn cùng sẽ sinh đầu quặn ở xung quanh rón. Cách chữa, lấy gừng gió đun nước uống. Gỏi cá và giấm thanh. Gỏi cá sinh lãnh,
thịt lợn hàm hàng, giấm tanh chua liễm. Nếu ăn phải ba thứ liền nhau sẽ sinh ra chứng kiết lỵ hoặc đau bụng hắc loạn, thượng thổ, mê mõm, hạ tả dễ chảy. Cách chữa: lấy cam thảo đun nước uống ngay mới khỏi bệnh. Gỏi cá kiêng ăn với gan lợn. Gỏi cá là thứ sống lành, nếu ăn cùng gan lợn sẽ sinh chứng trường ung. Cách chữa: dùng cam thảo sắc uống nóng sẽ khỏi. Cá giết không ăn với gan lợn. Cá giết tính cam on, ăn với gan lợn, thịt gà sinh chứng mụn nhọt và trường ung. Cách chữa: nấu nước lá dầu uống. Những lưu ý khi sử dụng và ăn thịt lợn. Khi mua thịt lợn, mẹ nội trợ cần chú ý tránh mua phải lợn gạo vì thường có chứa nhiều sán, vô tình chui vào cơ thể khi chúng ta ăn thịt. Chọn thịt lợn săn chắc, không nhũng nhão. Đặc biệt, không cần phải phân vân với những loại thịt lợn chảy nước. Sử dụng ngón tay ấn vào miếng thịt. Nếu thấy thịt để lại vết lõm nhưng không có dấu vết gì lạ khi nhấc tay ra thì thịt đó là thịt ngon. Không nên ăn quá nhiều thịt lợn, đặc biệt những đối tượng bị cao huyết áp, mỡ máu, vì thịt lợn là loại thịt có lượng mỡ động vật cao. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Dù mất ngủ kinh niên, cũng phải đặt mình xuống là ngủ khì như heo con no sữa. Có đến tận 6 món canh trị mất ngủ liền đấy nhé. Canh sườn hạt sen. Bắt canh sườn non nên cùng hạt sen, không chỉ giàu dưỡng chất mà còn rất tốt cho ai mắc chứng mất ngủ. Sườn sau khi làm sạch cho vào ninh, hạt sen tươi bóc vỏ, bỏ tầm sen và chần qua nước sôi. Khi sườn sôi khoảng 15 đến 20 phút thì cho hạt sen vào ninh cùng cho nhừ. Tiếp đến là khoai tây cắt miếng vào, nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Canh chín, rắc hành lá nhỏ cho lên trên cho món ăn hấp dẫn. Canh rau rút cá rô rất tốt cho người mất ngủ, suy nhược thần kinh, ăn uống kém. Để chế biến món này cần làm sạch rau, bỏ rễ và lớp vào trắng bên ngoài, rồi rửa sạch thái nhỏ. Cá rô làm sạch, lọc lấy thịt. Ướp thịt cá đã thái mỏng với gia vị cho ngấm. Xương cá giã nhỏ lọc lấy nước, đun sôi nước lọc xương. Sau đó cho thịt cá vào, quấy đều. Đun sôi khoảng 5 đến 7 phút thì cho rau rút vào. Nêm gia vị vừa đủ, canh dùng nóng với cơm. Canh hoa thiên lý nấu cua, mát, bổ và rất có ích cho người khó ngủ. Cua đồng gỡ mai để riêng, bỏ yếm rửa sạch để ráo, cho vào cối giã nhuyễn. Lọc lấy nước cua, bỏ bã. Lấy phần gạch ở mai cua rồi ướp với hạt nêm. Hoa thiên lý rửa sạch để ráo. Cho nước cua vừa lọc vào nồi cùng chút nước mắm rồi đun với lửa vừa. Nước cua sôi, cho gạch cua vào, vặn nhỏ lửa. Đun khoảng 5 phút để gạch và rêu cua đóng thành bánh. Sau đó cho hoa thiên lý vào, nấu chín, nêm gia vị, hạt nêm sao cho vừa ăn. Canh hến linh chi. Theo đông y, linh chi có vị ngọt, tính on, rất có ích cho người mất ngủ, mệt mỏi. Thịt hến có tính lạnh, không độc, giúp nhuận trường, an thần. Do vậy, canh hến linh chi là món ăn tốt cho người mệt mỏi, mất ngủ, tiêu hóa kém. Linh chi thái lát mỏng, cho vào nồi đất đun sôi khoảng hơn 1 giờ. Sau đó lọc linh chi lấy nước, bỏ bã. Thịt hến làm sạch, đem nấu chung với nước linh chi. Khi thịt hến chín, cho đường phèn vào, đun nhẹ cho tới khi đường phèn tan hết. Canh vịt trắng, bí xanh. Đây là món ăn có tác dụng an thần, thanh nhiệt, chữa mất ngủ, thần kinh suy nhược. Vịt làm sạch, chặt miếng vừa ăn. Cho vịt vào nồi, cùng túi vải đựng phục thần, mạch môn và nước. Đun sôi khoảng 20 phút, thì cho tiếp bí xanh thái miếng vào. Tiếp tục đun đến khi vịt, bí chín nhừ, nêm vị là được. Canh lợn thịt, hào biển, có tác dụng trị mất ngủ, tim đập giòn. Thịt lợn rửa sạch thái miếng, cho vào nồi cùng với hàu, thêm nước vừa đủ rồi nấu canh.
Khi thịt chín thì cho gia vị vào là được. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Thần dược cà tím, cứ nghi cấp tốc khi bạn mắc phải 10 căn bệnh này. Nhớ lưu ngay, phòng trường hợp dùng đến. Theo Đông y, cà tím đã được ghi trong bản thảo cương mục và các y văn cổ có tính năng cực hàn, thanh can, giáng hỏa, lợi tiểu, nhuận tràng, chỉ huyết, hóa đờm, thanh nhiệt, giải độc. Cà tím còn có tên cà giá dê, cà tím dài, cà dê. Không lẫn cà pháo, cà dừa, cà bát vỏ tím. Tên Hán gọi cà với tên chung là Niwa. Tên khoa học là Solanum melongima, họ cà. Trong các loại cà, đặc biệt là cà tím dày, là thực phẩm có từ 2.000 năm trước công nguyên ở nhiều vùng nhiệt đới Á Phi. Nó được ưa chuộng vì chứa nhiều vitamin và ít calo. Cà có thể bung, luộc, nướng, xào, nấu, trộn chung với các thứ khác mà không hề bị giảm chất lượng thực phẩm của nó. Cà tím được dùng làm thức ăn phòng chữa bệnh nếu là quả chín tới. Màu tím đậm của cà là bằng chứng cho thấy nó chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh để bảo vệ các tế bào não và kiểm soát hàm lượng chất béo lipid. Theo báo The Times of India, dẫn nguồn từ các chuyên gia dinh dưỡng Ấn Độ, cà tím còn có nhiều công dụng khác như 1. Giảm nguy cơ ung thư. Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị ung thư đại tràng vì nó là một dưỡng chất tương đối sốt. Và vì điều này, khi di chuyển qua đường tiêu hóa, nó có xu hướng hấp thụ độc tố và hóa chất có thể gây ra bệnh ung thư đường kết. Để có kết quả tốt nhất, những ai muốn giảm nguy cơ phát bệnh ung thư đại tràng nên ăn cả lớp vỏ cà tím. Nghiên cứu phát hiện ra rằng lớp vỏ cà tím có thể chứa nhiều chất xơ hơn bản thân trái cà. 2. Giảm cân. Chất xơ trong cà tím còn có công dụng khác là giảm cân. Chất xơ là thực phẩm tương đối cồng kềnh, tức nó chiếm nhiều chỗ trong dạ dày. Do đó, khai vị bằng món cà tím, những người ăn kiêng có thể có cảm giác no bụng và thường nạp ít calo hơn. Ngoài ra, chất xơ là chất chậm tiêu hóa và mất nhiều thời gian để di chuyển từ dạ dày đến đường tiêu hóa. Chính vì điều này, cà tím giữ cho người ăn kiêng cảm thấy no lâu và không có nhu cầu ăn vặt giữa các bữa ăn, từ đó giúp giảm cân. 3. Giảm huyết áp bằng các món chay. Nhiều món chay dùng cà tím, ví dụ cà tím nhỏ ươm, cà tím dài 3 quả nhỏ, nhân thịt chay 300g, sốt cà chua 15ml, dầu vừng 2 thìa, gia vị. Cà thái dọc làm 2 nửa, bỏ ruột, ngâm nước muối, vớt ra vắt nhẹ cho ráo. Nhồi nhân thịt chay đã trọn gia vị, rán vàng phía nhồi nhân, xếp vào xong, tiếp đó xào hành, bột mì và sốt cà chua để ươm. 4. Giúp bỏ thuốc lá. Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Michigan, Mỹ đã phát hiện trong cà tím cũng có nicotine và thấy trong thí nghiệm ăn 10g cà tím có hiệu quả tương tự như hút thuốc suốt 3 giờ. Vậy có lời khuyên khi thèm thuốc lá, hãy ăn các món cà tím ngon lành, mát bổ, lại tránh được độc hại. 5. Chữa đái ra máu. Sắc quả cà tím, bỏ cuốn để uống. 6. Vàng chống vàng tía ở người già. Ở tuổi 60-70, người già thường bị trên mặt, tay có tình trạng ứ huyết nổi vàng tía hay từng chấm, có khi phải nhìn kỹ mới thấy. Để khắc phục bệnh lý này nên ăn cà tím. Cà tím lại mềm nên người già dễ ăn dễ tiêu. 7. Viêm phế quản cấp. Cà tím 500g, gừng tươi 4 lát, tỏi 3 củ, cà cắt dọc dài, gừng thái lát, tỏi nghiền trộn với nước tương, dầu, muối, đường, chưng cách thỉ, có tác dụng thanh nhiệt, hóa đờm nhiệt. 8. Viêm gan vàng da. Dùng mấy quả cà tím thái nhỏ trộn với gạo, nấu thành món cơm cà, ăn liên tục nhiều ngày. 9. Bí đái. Dùng hạt khắc uống để lợi tiểu. 10. Táo bón. Dùng quả cà tím, hàng ngày lấy khoảng 100-200g, nấu các món ăn đơn giản để ăn cùng cơm.
kiên kỵ. Theo sách cổ, cà tím tính rất lạnh, không nên phối hợp với thức ăn lạnh khác mà còn nên thêm vài ba lớp gừng để giảm tính lạnh. Người tặng hàng hay đi ngoài lỏng khi cần dùng nên thận trọng hơn. Không nên dùng khi quả cà dập nát, ăn tươi càng tốt. Một số bài thuốc, món ăn chữa bệnh có dùng cà tím, tham khảo theo báo Sức Khỏe Đời Sống và bài thuốc hay. Cà tím xào mã đề. Cà tím 200g, mã đề 15g, hành 10g, gừng 5g, tỏi 10, dầu mè, nước tương, xì dầu, một lượng thích hợp. Cà rửa sạch, cắt miếng, mã đề làm sạch, hành cắt khúc, gừng cắt lát, tỏi bỏ vỏ, cắt khô. Để chảo nóng, đổ dầu vào, chờ dầu nóng, bỏ gừng, hành vào phi thơm, rồi bỏ cà, mã đề vào trộn đều. Bỏ muối và một ít nước vào xào chín là được. Mỗi ngày ăn một lần, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, hạ huyết áp. Canh gà, cà tím. Gà giò 1 con, cà tím 200g, sơn tra 15g, gừng 5g, hành 10g, dầu, muối, một lượng thích hợp. Gà làm sạch bỏ nội tạng, cà tím rửa sạch, cắt miếng, gừng cắt lá, hành cắt khúc. Để nồi nóng đổ dầu vào, cho gừng, hành vào phi thơm, bỏ gà vào xào sơ. Tiếp đó đổ nước vào, bỏ cà, sơn tra, muối vào. Nấu sôi bằng lửa lớn, sau đó vặn lửa nhỏ, nấu thêm chừng 30 phút là được. Mỗi ngày ăn một lần, dùng thay thức ăn. Có tác dụng tiêu thực, tan ứ, giảm mỡ, hạ huyết áp.